Như đã thông tin trước đó, nhiều người dân địa phương cùng với Ủy ban nhân dân xã Hải Phú tập thể ký đơn khiếu nại bản án phúc thẩm số 03/2017/GSPT ngày 6 tháng 1 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Trong vụ án tranh chấp đòi quyền sử dụng đất, giữa nguyên đơn là bà Lưu Thị Trọng và bị đơn là Ủy ban nhân dân xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Theo đó, bản án phúc thẩm số 03/2017/GSPT ngày 6 tháng 1 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Nam Định. Trong đó, có quyết định trích một phần diện tích đất ngõ đi vào nhà ông Cường, bà Dần phía tây 1m, phía đông 1m, chạy song song với bức tường nhà bà Trọng dọc ngõ để cho gia đình bà Trọng được sử dụng. Diện tích còn lại, gia đình bà Dần vẫn được sử dụng làm ngõ đi vào nhà. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở chỗ, việc bà Trọng đòi xã Hải Phú cấp đủ diện tích 310m², tòa án lại khẳng định gia đình bà Trọng chưa khi nào được cấp và sử dụng đủ diện tích 310m². Vì vậy, tòa án chỉ chấp nhận cắt 1m đất ngõ đi vào nhà ông Cường, bà Dần để cấp cho bà Trọng số đất là 219,9m². Điều gây khó hiểu ở đây là nếu tòa án đã không chấp nhận con số 310m² do bà Trọng đưa ra, thì tòa án dựa vào đâu để đập tường nhà dân lấy đất cấp cho bà Trọng với con số 219,9m² như vậy? Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo tìm hiểu, phần ngõ 1m mà tòa tuyên cắt cho gia đình bà Trọng là ngõ đi lại duy nhất của gia đình bà Dần, ông Cường, để đi từ mặt đường vào nhà và từ nhà xuống bếp. Đây cũng là ngõ được gia đình quản lý sử dụng từ lâu đời và có căn cứ pháp lý cụ thể rõ ràng, được chính quyền và tập thể nhân dân địa phương công nhận. Này bỗng dưng bị tòa tuyên phải đập tường, cắt ngõ một cách vô lý, khiến gia đình bà và hàng loạt người dân trong xóm bức xúc phẫn nộ. Cho rằng còn nhiều khuất tất cần được làm rõ, gia đình ông Cường, bà Dần liên tục gửi đơn kêu cứu, khiếu kiện đến Tòa án cấp cao tại Hà Nội và các cơ quan báo chí. Cửa hàng mua bán huyện họ xây, họ đã để lối đi cho tôi. Đến bây giờ, tôi không động đạn để đến của nhà bà Trọng, mà không mua bán thì đến xã cũng không mua, không lấy đất của tôi, cái ngón lối đi của nhà tôi, cửa nhà tôi mà cấp cho nhà bà Trọng. Mà thời điểm nhà bà Trọng mua cái nhà chỉ có 155m, nguyên canh, nguyên cư. Khi là giấy tờ mập mờ thì tôi là ghi những mập mờ là như thế nào thì lại đòi những 310m. Bây giờ nhà nước thì lấy lối đi của nhà tôi lại cấp cho người khác, mà đây này nhà tôi lại không liên quan. Do một cái sự cố tình nào đấy, cho nên là cán bộ địa chính xã đã ghi khống. Cái này là ông địa chính xã đã có lời khai trong văn bản, chúng tôi biết được. Cho nên cái diện tích gấp đôi và căn cứ vào đó thì bà Trọng đã làm đơn khiếu kiện và đòi về cái diện tích phi lý như vậy. Bởi vì chung quanh nhà bà Trọng là không phải là đất hoang, không phải là tha ma mổ địa gì cả. Thế mà lại lấy đất chợ, rồi đất ngõ nhà dân, là ngõ nhà tôi đấy, để cấp cho bà Trọng thì đó là một điều vô cùng phi lý. Ngõ nhà tôi đã có từ năm 70, nhà bà Trọng đến đây ở từ năm 89, tức là sau 20 năm. Có thể nói là ma mới bắt nạt ma cũ. Từ năm 65 đến 66-67 là làm cái cửa hàng này. Đấy. Làm cửa hàng này thì cái nhà của ông Cường đây đã làm rồi. Đất của bán cho xã, bán cho ông Trọng. Và cái đất của ông Cường đây không có dính dáng gì, không có lấn chiếm gì cả. Đấy. Tất cả ông ấy vẫn nguyên trạng như thế. Và tôi thì được biết là cái nhà của hợp tác xã bán cho ông Trọng ấy là có 155m. Và hồi tôi làm bí thư thì tôi đi đo với cán bộ địa chính xã thì tất cả là đo từ máy danh xuống và đúng 155m. Liên quan đến sự việc trên, tập thể nhân dân, chính quyền xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có đơn thư về các chữ ký tập thể đòi sự công bằng gửi Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định cùng nhiều cơ quan ban ngành liên quan. Nội dung đơn phản đối và bất bình trước lời tuyên của tòa, tập thể nhân dân, chính quyền xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm đơn để đòi lại sự thật là ngõ nhà ông Cường, bà Dần quản lý sử dụng từ năm 1968, tồn tại ổn định cho tới nay, không ai tranh chấp. Đồng thời, chính quyền và người dân đại diện ký tên với mong muốn tòa trả lại sự công bằng cho người dân. Trước sự việc trên, đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại bản án, tránh tình trạng oan sai gây bức xúc trong dư luận.
Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.